lời nói đầu môi anh ơi chót lưỡi đầu môi phải xa đánh thôi sao anh gian dối người ơi vì sao tình tôi chân thành bên anh đã lâu vì sao anh tôi không hiểu vì sao dù biết tình yêu xưa nay vẫn có hợp lại vãi đầu đánh quên bao nhiêu yếu dấu thời gian nhìn mưa rơi ngoài hiên nghe tình tôi lao sao trên miên một ngày kia anh có quay về lời nói đầu môi anh ơi chót lưỡi đầu môi vãi xa đánh thôi sao anh gian dối người ơi vì sao tình tôi chân thành bên anh đã lâu vì sao anh tôi không yêu vì sao dù biết tình yêu xưa nay vẫn có hợp tan vãi đầu đánh quên bao nhiêu dấu thời gian buồn mưa rơi ngoài hiên nghe tình tôi lao sao trên miên một ngày kia anh có quay về đã không yêu thì thôi ta gặp nhau làm chi thành bao số xa mình tôi anh ơi tình si anh như ăn mây trên trời và hoàn xa xôi cho dù tôi đã buông níu giữa tình anh đã không yêu thì thôi anh cần chi gian dối thành bao trái ngang cuộc tình ngùng ngùng đầu môi mưa giăng mắt trên môi sầu nhà đơn côi dù xa nhưng trong tim tôi mình anh thôi đã không yêu thì thôi ta gặp nhau làm chi hết bao xa xa mình tôi anh ơi tình si anh như ấm mây trên trời và hoài xa xôi cho dù tôi đã cuốn níu giữ tình anh đã không yêu thì thôi anh cần chi gian dối hết bao trái ngang cuộc tình ngùng ngùng đầu môi mưa giăng mắt trên môi sầu dù sai nhưng trong tim tôi mình anh thôi lời đầu tiên cho phép Minh Tuyết xin được chào anh Đại Nghĩa. Xin chào quý vị giám khảo và xin chào tất cả quý vị đang có mặt trong buổi tối ngày hôm nay. Xin chúc cho quý vị sẽ có một đêm nghe nhạc thật là vui vẻ. Mới có chào thôi là thấy vui vẻ rồi đó. Và bây giờ thôi được rồi Minh Tuyết ơi, xả được chưa? Xả gì vậy anh? Trời hỏi khó vậy. Xả dáng đó. Dạ em vậy là xả rồi ạ. Và bây giờ chúng tôi muốn gặp một Thanh Duy trên sân khấu được không ạ? Dạ, chơi Thanh Duy nó ở nhà chơi đi anh. Dạ, tại vì mặc cái đồ này mà làm Thanh Duy nó kỳ kỳ. À, thôi bây giờ thì chúng ta cứ tạm xem như đây là Minh Tuyết đang hóa thân thành Thanh Duy vậy nhé. Vừa rồi thì thật sự tôi không thể nào tin được rằng mình đang nghe một ca sĩ nam hát với một cái giọng hát nó mang một cái nét rất là Minh Tuyết. Từ cái lấy hơi, từ cái cách nhả chữ của bạn chứ chưa nói tới tình anh thơ. Đó đó, thích nhất là cái vụ mà cặp môi mà rung giật tạc 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 rồi thôi 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 thôi. Một tràng pháo tay thật to nữa dành cho Thanh Duy, một phần hóa thân rất là xuất sắc với bản thân Đại Nghĩa là như vậy. Không biết anh Hoài Linh như thế nào ạ? Thật sự ra tôi nhìn lên sân khấu tôi không nghĩ đây là một Thanh Duy, tôi nghĩ hẳn bạn là một người con gái luôn á. Từ tay chân vóc dáng rất là đẹp, gương mặt thôi giờ có gồng lên cũng vậy à, con gái cũng chơi cơ bắp vậy, tôi gặp rồi chứ bộ chưa ha. Và cái gương mặt của bạn nó hóa trang rất là đẹp, tóc tai, kể cả khi bạn ao cái bài hát bạn xử lý cái đầu tóc rất là tự tin, có nó có hơi lố xí, tuy nhiên cái lố đó nó dễ thương. Và vũ đạo của bạn cũng rất là đẹp. Nói chung là bạn có một bài hoàn hảo. Xin cảm ơn giám khảo Hoài Linh. Và trong số giám khảo mà hồi nãy cổ vũ cho bạn thì Đại Nghĩa thấy rằng anh Đức Huy cũng rất là tâm đắc với cái phần trình diễn này. Khi nghe bạn hát anh ấy cứ lắc lư rồi quay qua chị Mỹ Linh gật đầu giống như tỏ ý trời sao giống quá đó. Có phải vậy không thưa anh Huy?
Chẳng những giống nhưng mà nó còn hay hơn cái giống. Là tại vì Thanh Duy sở hữu một cái giọng hát rất cao, cao hơn so với cái giọng nam thường. Thành ra vấn đề mà chọn một cái bài hát giọng nữ đối với bạn không phải là một vấn đề. Nhưng mà hôm nay tôi rất thích thú với cái màn biểu diễn, cái màn nhảy của bạn đó. Nó đưa cái bài hát lên cao điểm. Và đúng lúc đó bạn thấy tất cả mọi người đều vỗ tay, đều hòa mình vào cái bài hát của bạn. Thanh Duy mà ăn mặc như thế này, cải trang như thế này mà hát ở một cái hộp đêm nào đó mà trong đó có một vài vị nào mà cô đơn mà lại hơi say say một tí thì tôi bảo là bảo đảm là ngã ngựa ngay. Có thể là phát điên vì bạn ấy. Trời ơi, như vậy nó còn quá hơn ngã nữa đó anh à. Xin cảm ơn giám khảo Đức Huy và xin mời chị Mỹ Linh ạ. Nếu mà đúng theo cái bản của chị Minh Tuyết ấy thì chị hát không có đúng nhịp bằng bạn. Chị lơi từ đầu đến cuối. Thế nên là cái tiết tấu đó không được rộn ràng như phần trình diễn của bạn vừa rồi là hấp dẫn hơn. Hấp dẫn hơn cả bản gốc. Bởi vì hát rất là đúng nhịp. Cái nhịp nó chặn chặn thành ra là làm cho khán giả rất là tưng. Thế nhưng cái bản gốc nó lại không được như thế. Đấy, nó lơi. Thế thì bây giờ là tôi cũng rất là khó để chấm là theo tiêu chí là giống hay là theo tiêu chí là hay. Theo tiêu chí mà mình sướng hay không thế thôi. Nếu giống mà không sướng thì giống làm gì? Tôi muốn gửi lời khen đến Thanh Duy về phần trình diễn này. Vâng, xin cảm ơn sự góp ý của các thành viên trong ban giám khảo. Và biết chắc rằng đây cũng sẽ là một trong những tiết mục mà các vị giám khảo của chúng ta sẽ phải đau đầu đây.